Thiền Tông Việt Nam. Nguyên giác. Bài 86. Về quê. Hơn 70 năm ở cõi này, không không sắc sắc thảy dung thông. Hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bôn ba hỏi tổ tông. Liễu Quán. Mất năm 1743, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận, nếu có ai yêu cầu bạn cho thấy cái tánh không đang ở trong ngọn núi này, trong dòng sông kia và trong các pháp quanh đây, bạn có thể làm gì? Bạn không thể trả lời rằng cái không là cái gì nằm ngoài hay trong cái có. Nó thì không ở đâu để được tìm ra và cho thấy. Nếu có ai yêu cầu bạn cho thấy chân tánh của bạn, bạn có thể làm gì? Bạn không thể trả lời rằng chân tánh bạn nằm trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý. Nó thì không ở đâu để được tìm ra và cho thấy. Bây giờ hãy nhìn vào ngọn núi kia. Ngọn núi đó là tâm bạn đang hiển lộ. Nếu nó không phải thì bây giờ bạn chỉ là một xác chết. Bây giờ hãy lắng nghe tiếng chim vọng từ núi. Tiếng chim là tâm bạn đang hiển lộ. Nếu nó không phải thì bây giờ bạn chỉ là một xác chết. Vạn pháp đang phản chiếu qua tâm của bạn, thực sự chính là tâm của bạn đang được hiển lộ. Do vậy, bạn có thể nói gì về không với có? Hãy nhớ, Kinh Lăng Nghiêm nói rằng toàn tướng là tánh, và rằng toàn tánh là tướng. Trong khi đó, Kinh Kim Cương nói rằng hễ thấy tướng không phải là tướng thì là thấy tánh. Bài 87. Chân thân Như Lai thành chánh giác, tất cả lượng bằng thân, xoay lại chẳng xoay lại, trong mắt con ngươi nằm. Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, cùng trăng cành quế đỏ, quế đỏ tại một phần. Y Sơn. Mất năm 1213, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận, bạn có thể xoay tấm gương bất kỳ hướng nào và thấy nó luôn luôn chiếu ảnh bình đẳng như nhau. Sau khi nhận ra chân tâm, bạn thấy rằng vạn pháp trở thành một với bạn. Vạn pháp là tâm bạn hiển lộ. Bạn là những gì bạn suy nghĩ, bạn là những gì bạn cảm xúc, bạn là những gì bạn nghe. Mặt trăng biểu tượng cho tâm, cây quế đỏ để chỉ cho bản tánh của tâm. Nhiều thiền sư lại thích dùng biểu tượng cho mặt hồ an tĩnh, lặng lẽ, phản chiếu cả bầu trời. Biểu tượng sau có thể dùng mô tả hai phẩm chất của tâm thiền định, vắng lặng và tỉnh thức. Phật nói thiền định có hai lối tiếp cận, chỉ và quán. Thiền chỉ còn gọi là thiền tĩnh lặng, giúp bạn giữ tâm cho an. Thiền quán còn gọi là thiền chánh niệm, giúp bạn thấy các pháp như nó là nó. Cả hai nên tu tập cùng lúc để giúp bạn có tâm thức tỉnh, vừa vắng lặng vừa chiếu sáng. Nếu bạn thấy nhiều chữ rắc rối, bạn có thể chỉ cần nhớ tới mặt hồ tĩnh lặng, hay chỉ cần nhớ hai chữ lặng, tĩnh, lặng, lặng, tĩnh, tĩnh, lặng, tĩnh, lặng, lặng, tĩnh, tĩnh. Nhiều thập niên trước, tôi hỏi bổn sư của tôi là Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu, rất khó cho con giữ toàn hảo năm giới. Thầy cũng là trụ trì chùa Tây Tạng Bình Dương, đáp: con chỉ cần giữ một giới thôi, bình đẳng. Thời gian sau, tôi biết rằng giữ giới bình đẳng là một trong những việc khó nhất. Nghĩa là khi một học nhân thấy, nghe hay nhận biết, vị này không nên dính vào bất kỳ tướng dị biệt nào giữa có và không, giữa nam và nữ, giữa đẹp và xấu, giữa thiện và ác, vân vân. Nghĩa là người này thấy, nghe và nhận biết rõ ràng,
trong khi vẫn an trú trong vô tướng tam muội. Xuyên qua đó, bất kỳ hình ảnh, âm thanh hay nhận biết nào xuất hiện trong tâm người này sẽ tức khắc biến mất trong trận bão gió của vô thường. Khi bạn liên tục nhận ra cái vô tướng trong vạn pháp, tâm bạn quay lưng lìa xa tham, sân và si. Bài 88. Tỉnh giác, sáu thức tối tâm khổ đêm dài, vô minh che đầy mãi mê say, sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giấc, thần lười dứt sạch được thần thông. Viên học 1073-1136, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: đừng lười biếng, chúng ta đã lười biếng và si mê hàng triệu năm. Và bây giờ, may mắn nghe tiếng chuông của Đức Phật, hãy nỗ lực thiền định cả ngày và đêm, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, luôn luôn tỉnh thức. Đó là lời dạy từ Thiền sư Viên Học. Nhưng làm sao có thể chiến thắng tấm thân lười này? Đó là việc gian nan, và chỉ có bạn mới có thể tự cứu bạn. Bạn hãy niệm thân một cách cẩn trọng, hãy ăn thức ăn lành mạnh, hãy ăn chừng mực, hãy làm việc và tập thể dục hàng ngày. Luôn luôn nhớ rằng luật vô thường đang cuốn trôi chúng ta nhanh chóng cả ngày đêm, và chúng ta có rất ít thì giờ trong kiếp này để tu tập Phật Pháp nhằm qua bờ bên kia. Vậy đừng lười biếng. Thế không có nghĩa là bạn phải trừng phạt tấm thân. Thân là chiếc bè, là cỗ xe. Bạn phải chăm sóc thân kỹ càng để có sức đi một chuyến rất là gian nan. Một câu hỏi đôi khi được nêu lên: Bồ Tát Quan Âm có ngàn mắt và ngàn tay, mắt nào là chính? Phật giáo Đại Thừa nói rằng Ngài Quan Âm là vị Bồ Tát của tâm từ và thương xót. Vị này có ngàn mắt để quan sát chúng sinh và có ngàn tay để bảo vệ người lương thiện. Chúng ta nên lý luận rằng bậc Đại Bồ Tát này hành động không thiên vị, do vậy không có chuyện gì là mắt chính và mắt phụ. Thêm nữa, Đại Bồ Tát này hành động với tâm vô ngã trong khi quan sát và cứu độ nhân loại. Do vậy, dưới ánh sáng luật duyên khởi, không hề có người cứu, không có hành động cứu và không ai được cứu. Do vậy, chúng ta thấy tất cả mắt đều là mắt chính, và rồi chúng ta thấy toàn thân tâm Bồ Tát Quan Âm có vô lượng mắt chính. Đó mới chính là từ bi và thương xót chân thực. Thêm nữa, sẽ trật nếu chúng ta trả lời là một mắt hay một ngàn mắt. Dưới cái nhìn duyên khởi, tất cả các mắt đều rỗng rang, vô tự tánh. Câu hỏi trên nên được trả lời bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Đôi khi bạn nghe âm thanh quanh bạn, bạn cảm thấy bạn đang nghe với toàn thể thân và tâm, không chỉ với một tai hay hai tai. Đôi khi bạn ra biển, nhìn cảnh biển, bạn cảm thấy bạn đang nhìn với toàn thể thân và tâm. Có thể bạn đang tới gần với chứng ngộ cả năm uẩn đều là không. Bài 89. Gương lặng lẽ. Lặng lẽ gương không bóng, rỡ rỡ châu chẳng hình, rõ ràng vật phi vật, vắng vẻ không chẳng không. Nguyên Thiều năm 1648-1728, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: bản tâm còn gọi là tự tánh thì vắng lặng và chiếu sáng. Tuy nhiên, bản tâm không phải là một vật để được chỉ ra. Làm sao chúng ta có thể chứng ngộ bản tâm? Nhiều thiền sư nói rằng thiền không có cửa vào và rằng không có lối đi từng bước để vào. Tại sao không cửa? Bởi vì nó vốn là rỗng rang và vì nó không phải là một vật gì. Giả thiết rằng bạn đã tập thiền từ lâu rồi và bây giờ bạn biết cách giữ cho tâm thanh tịnh và bình lặng, nhưng bạn chưa có thể chứng ngộ được bản tâm. Công án
mà một số thiền sư lựa chọn để trao cho bạn trong trường hợp này có thể là nơi đỉnh đầu sào trăm trượng, làm sao người có thể bước tới trước. Sau khi thiền tập hơi thở một thời gian, bạn có thể cảm thấy hơi thở dịu dàng đến và đi, cảm thấy một số nơi trong thân chuyển động theo hơi thở đang lan tỏa, thấy niệm tự biến mất khi bạn nhìn tới. Bây giờ hãy thử cách này, lắng nghe sự vắng lặng. Bạn biết rằng chúng ta luôn luôn nghe tiếng gì đó, dù trong thành phố hay trong rừng, âm thanh dễ thương hay tiếng ồn khó chịu. Đôi khi chúng ta nghe từ quá khứ mà chúng ta ưa thích nhớ lại, các ca khúc mà chúng ta đã viết nhiều thập niên trước, hay là giọng nói ngọt ngào của các bạn thời thơ trẻ. Thực sự, khi bạn lắng nghe và chú tâm trọn vẹn vào cảm thọ, bạn sẽ cảm thấy rằng khoảnh khắc đó là khoảnh khắc phi thời gian. Nó không thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai. Khoảnh khắc đó biến mất tức khắc, liên tục. Lắng nghe âm thanh quanh bạn, bạn sẽ ghi nhận rằng tịch lặng được bao dung trong từng chút âm thanh. Bạn ghi nhận rằng không có ai đang nghe, rằng chỉ có vùng âm thanh thôi, rằng bạn là toàn bộ vùng âm thanh đó. Bạn đang nghe tự tánh vô ngã với toàn bộ thân tâm bạn. Do duyên khởi, âm thanh là tánh không trong tự tánh. Do vậy, sự tịch lặng và âm thanh là tánh không trong tự tánh. Cả hai, sự tịch lặng và âm thanh trong tự tánh, không phải một và không phải hai, không phải nhị biên và cũng không phải bất nhị. Bây giờ, hãy lắng nghe trạng thái của tâm trước khi bất kỳ âm thanh nào khởi dậy. Nếu bạn nghe vài âm thanh kỳ dị trong đầu, cứ bỏ mặc chúng, chỉ lắng nghe cái rỗng rang trước khi âm thanh khởi dậy. Hãy cảm thấy hơi thở lan tỏa vào và ra thân bạn, và hãy lắng nghe với toàn bộ thân tâm bạn. Bất kỳ âm thanh nào đến và đi đều chỉ là một trạng thái của tâm. Sự vắng lặng trước khi âm thanh khởi dậy cũng là một trạng thái của tâm. Bạn đang lắng nghe tâm và bạn đang lắng nghe tánh nghe. Kinh Lăng Nghiêm dạy cách thiền tập này: hãy lắng nghe trạng thái của tâm trước khi âm thanh khởi dậy. Pháp này không khác pháp thiền tham thoại đầu. Khi bạn nhìn vào tâm trước khi niệm khởi, bây giờ hãy lắng nghe sự vắng lặng suốt mọi thời. Hãy tập thử đi, bạn sẽ thấy rằng bản tánh của tâm là một chiếc gương, mà gương này không có bóng và không có hình dạng. Nó phản chiếu và bao trùm mọi thứ bạn thấy, nghe, nhận biết, và nó tự liên tục xóa chính nó tức khắc. Bài 90. Mê ngộ không khác, mê đi sanh không sắc, ngộ lại chẳng sắc không. Sắc không mê ngộ ấy, một lý xưa nay đồng. Vọng giấy tam đồ giấy, chân thông ngũ nhãn thông. Niết bàn tâm vắng lặng, sanh tử biển trùng trùng. Chẳng sanh lại chẳng diệt, không thủy cũng không chung. Chỉ hay quên nhị kiến, pháp giới thảy bao dung. Tuệ Trung Thượng Sĩ 1230-1291, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: tam đồ gồm địa ngục lửa, địa ngục máu và địa ngục đao kiếm. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng sắc tức là không và không tức là sắc. Bài thơ trên của Ngài Tuệ Trung nói rằng người mê thấy rằng không thì không phải là sắc và ngược lại. Thêm nữa, bài thơ nói rằng người ngộ rồi sẽ thấy rằng không có dị biệt giữa sắc và không. Kinh nghiệm nào chúng ta có thể có khi nhìn vào sắc và không? Sắc uẩn là một phần trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nói đơn giản,
về những gì có thể kinh nghiệm. Chúng ta có thể nói rằng sắc là cái chúng ta thấy, nghe và nhận biết. Cái được thấy, được nghe, được cảm thọ và được tri thức. Do vậy, chúng ta có 6 cặp lục nhập: mắt và cái được thấy, tai và cái được nghe, mũi và mùi hương, lưỡi và vị nếm, thân và cảm giác cảm xúc, tâm và đối tượng tâm. Sắc tức là cảnh được thấy, âm thanh, hương vị, xúc pháp là cái bạn thấy, nghe và nhận biết. Theo duyên khởi, mọi thứ bạn thấy, nghe và nhận biết đều vô thường và vô ngã. Do vậy, sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tránh quan điểm về hữu và vô. Quan điểm đúng chính là khi một sắc tập khởi, chúng ta nói nó hiện hữu, và khi một sắc biến mất, chúng ta nói nó không còn hiện hữu nữa. Đó là điểm nhìn trung đạo. Trong kinh Trung Bộ, bài 147, Đức Phật dạy ngài Rahula rằng mắt và cái được thấy là vô thường, bất như ý, phải biến đổi, và rằng không có gì là tự ngã có thể được tìm ra. Trong kinh Tương Ưng Bộ, bài 35, đoạn 246, Sutta nói rằng nếu bạn tìm cách nắm giữ tiếng nhạc tuyệt vời bằng cách chẻ khí cụ âm nhạc làm trăm mảnh, bạn sẽ thất bại. Nó trong tự tánh là không tánh. Theo duyên khởi, âm thanh khởi lên như một sắc chúng ta có thể nghe. Do vậy, chúng ta nói sắc chính là không và không chính là sắc. Nhiều thập niên trước, với câu hỏi làm sao con có thể ngộ được, một thiền sư tại Việt Nam chỉ ra trước sân chùa và nói vũng nước mưa đó là Phật. Chúng ta nên ghi nhận rằng sẽ rất khó để hiểu tất cả các câu nói từ sách hay từ các thiền sư. Có thể chúng ta không cần hiểu qua lời nói. Chúng ta nên tìm một cách để kinh nghiệm trạng thái tâm mà từ đó chúng ta nhận ra rằng sắc tức là không và rằng không tức là sắc. Hãy giả sử rằng bạn đang đi bộ trong vườn. Bạn cảm thấy làn gió nhẹ đang làm mát da của bạn. Đột nhiên mưa lớn tuôn xuống, toàn thân bạn ướt mềm. Gió thổi dữ dội, quật túi bụi các hàng cây trong rừng. Trong vài giây đồng hồ, tâm bạn dứt bật các niệm. Tâm bạn lúc đó là tâm vô niệm. Bạn thấy các giọt mưa bay nhanh. Bạn nghe cây nghiêng qua lại ào ạt. Thân bạn rung trong gió lạnh. Bạn thấy, nghe và nhận biết bằng toàn thân và tâm trong trạng thái vô niệm và vô ngôn. Từ đó bạn thấy ra tâm tự nhiên bất động, và nơi đó không có chút gì của tham sân si. Trong các khoảnh khắc đó, bạn thấy bạn là mưa, bạn là cây, và bạn là tất cả những gì bạn thấy, nghe và nhận biết. Trong vài khoảnh khắc đó, bạn thấy, nghe và nhận biết rõ ràng vô thường, bất như ý và vô ngã. Và bạn kinh nghiệm vững chắc rằng sắc tức là không và không tức là sắc. Nhiều người đã trải qua các trận mưa như thế, nhưng họ không có chánh niệm tỉnh giác đủ để nhận ra các pháp ấn. Đó là vài giây đồng hồ có thể giúp thân tâm bạn ngấm tràn trong tâm kinh. Chúng ta có thể đoán rằng người tu thiền công án có thể sẽ có kinh nghiệm tương tự. Trong kinh Tương Ưng Bộ, bài 35, đoạn 153, Đức Phật nói rằng có một phương pháp mà một tu sĩ có thể dựa vào để tuyên bố là đã giác ngộ. Phương pháp này là khi một tu sĩ nhìn thấy một cảnh bằng mắt, nghe một âm thanh với tai, ngửi một mùi hương, cảm thọ một chạm xúc, biết một niệm với tâm, và khi họ có tham, sân và si bên trong, họ hiểu tôi có tham, sân và si trong tôi. Khi họ không có tham, sân và si trong họ, họ hiểu tôi không có tham, sân, si trong tôi. Với phương pháp đó, nếu một tu sĩ không thấy chút gì tam độc, tham, sân, si, trong khi thấy, nghe, vân vân, vị này có thể dựa vào đó để tuyên bố là đã giác ngộ hay chưa.